an huyện Con Cuông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1959, trú tại khối 6 thị trấn Con Cuông về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, nhận được đơn trình báo của quần chúng nhân dân, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Con Cuông đã tiến hành điều tra xác minh Nguyễn Thị Thảo là chủ một doanh nghiệp lớn, kêu gọi mọi người gửi tiền cho mình với lãi suất cao từ 1 đến 2% một tháng. Giấy giao nhận tiền được đóng dấu doanh nghiệp vàng bạc xe máy Hùng Thảo để tăng thêm sức thuyết phục. Từ năm 2009 đến nay, Nguyễn Thị Thảo đã dụ dỗ được nhiều người dân trong huyện và các huyện lân cận. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Con Cuông đã xác định được 483 nạn nhân với số tiền vàng bị chiếm đoạt lên đến gần 40 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Khoảng 8 giờ sáng ngày 26 tháng 12, người dân xã Đà Sơn, huyện Đô Lương phát hiện có lửa bùng cháy phía trên tầng 2 của ánh tuyệt áo cưới Yến Phượng thuộc địa bàn xóm 12 xã Đà Sơn, huyện Đô Lương. Lực lượng cứu hỏa kịp thời có mặt dập tắt đám cháy. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra cháy có khả năng là do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sáng 26 tháng 12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã ra quyết định thưởng nóng số tiền 30 triệu đồng cho lực lượng vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam. Trước đó, vào ngày 23 tháng 12, tại địa bàn bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện, bắt giữ đối tượng Vừ Giống Phó, sinh năm 1980, trú quán tại bản Nọng Pạc, huyện Viêc Thong, tỉnh Pô Ly Khăm Say, Lào, đang vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu được tại hiện trường gồm 8 bánh heroin, 300 đô la Mỹ, 2 điện thoại. Đối tượng khai, y vận chuyển ma túy thuê cho một người lạ với số tiền công là 1.000 đô la Mỹ và 1.000 bạt tiền Thái Lan. Khi di chuyển qua biên giới đến địa điểm trên thì bị bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ.